Hello everybody, welcome back to English Through the Bible. Today is Tuesday, the 23rd of January. We are going to be once again listening to the book of Samuel. Chào mừng các bạn quay lại với giờ học tiếng Anh thông qua Thánh Kinh cho hôm nay là ngày thứ ba, 23 tháng 1. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tục là sách tiên tri Samuel với câu chuyện về vua David. Những cụm từ chúng ta học hôm nay gồm những cụm từ như sau. The first one is to pitch a tent, mang nghĩa là dựng lều. Make a tent, đơn giản thế thôi, nhưng mà có động từ khác đi với tent. Pitch a tent. Burnt offerings. Từ này chúng ta đã từng học một lần, mang nghĩa là một của lễ toàn thiêu. Vậy thì mình cùng giải thích về nghĩa. Offer, động từ offer đúng không? Và anh offer cho tôi cái món hàng này bao nhiêu? Đấy, tức là anh đề nghị nó bao nhiêu. Đây là động từ. Khi ta thêm ing vào offering, trở thành một điều mà bạn tình nguyện dâng lên một đấng ở bên trên, the offering. Và cái offering này cũng không nhất thiết nó phải là dành cho Chúa, dành cho thần linh, cũng có thể là dành cho tôi tớ, dành cho quốc vương, vua, hoặc là giữa các cái vương quốc với nhau họ sẽ có offering khác nhau. Thì ta hiểu đó là của lễ. Và khi nó bị đốt cháy thì ta gọi là của lễ toàn thiêu. Mà đối với bên cúng kiến thì mình gọi là giấy tiền vàng bạc đấy, đại loại thế. Đốt hình nộm mà cảnh sát, công an giao thông, đốt nhà, đốt xe thì ta gọi đó đều là burnt offerings. Peace offerings, của lễ giao hòa, tức là hòa bình, để đem lại được một cái giao ước hòa bình, để mang lại được sự hòa bình. Peace offerings. To distribute, phân chia. Right, one for you, one for you, one for you. Chia của, chia tài sản, chia tiền, chia đất, chia đai, chia tùm lum. Distribute. The entire multitude. Multitude means a group, a large group of people. Đoàn dân chúng, một tập hợp, một đám đông rất lớn, ta gọi là multitude. Và toàn bộ cái đám đông này luôn, ta dùng entire multitude. To leave for, động từ này chúng ta đã từng biết, đúng không? To leave là rời đi. Và sau for sẽ là cái nơi mà bạn đến. Ví dụ nhé, right now I'm in Ho Chi Minh City, but I will leave for Hà Nội very soon. Là mình sẽ rời thành phố Hồ Chí Minh để đi Hà Nội. Thì ta dùng là leave for a place. Now let's pronounce. To pitch a tent. Burnt offerings. Peace offerings. To distribute. The entire multitude. To leave for. A reading from the book of Samuel. Then David, girt with a linen apron, came dancing before the Lord with abandon, as he and all the house of Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts of joy and to the sound of the horn. The ark of the Lord was brought in and set in its place within the tent David had pitched for it. Then David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. When he finished making these offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. He then distributed among all of the people, to each man and each woman in the entire multitude of Israel, a loaf of bread, a cut of roast meat, and a raisin cake. With this, all the people left for their homes. Câu chuyện hôm nay kể là Đức vua David thì nhảy múa trước mặt Thiên Chúa, và sau đấy thì họ khiêng cái hòm bia giao ước của Thiên Chúa ra. Và có cái câu đến chỗ có cái lều này, the tent that David had pitched for it. David đã dựng sẵn một ngôi lều để đựng hòm bia giao ước này vào. Sau đấy thì David đã dâng lên những cái burnt offerings and peace offerings của lễ toàn thiêu và của lễ giao hòa trước mặt Thiên Chúa. Sau đấy thì he distributed among the people. David đã phân chia cho toàn thể dân chúng của Israel, là the entire multitude. Mỗi người đều có được một cái gì đó, loaf of bread, ổ bánh mì này, cut a roast meat, miếng thịt nướng này, a raisin cake, một cái bánh nho này, right? Và đã có của ăn của uống rồi thì the people left for their homes, họ trở về nhà của mình. Everyone, today we learned such good language from the book of Samuel. Thank you very much and may the Lord be with you.